Bồ Tát Gotama khi vừa sinh ra đã có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Từ những cái đó, tiên tri Asita tiên đoán được tương lai của Thái tử. Vậy những cái tướng của mình như vị trí nốt ruồi, khuôn mặt vân vân có quyết định được số phận tương lai của mình không? Liệu tâm sinh tướng có đúng không? Nếu như quý vị hỏi thì xin thưa là đúng là có cái đó. Tức là cái tướng học á, là có, thời Phật đã có rồi chứ không phải là thời nay. Nhưng mà mình đi mình so thì nó kỳ cục lý lắm. Tại vì á, quý vị để ý coi, cái ông mà những cái người mà tỷ phú hoặc là người ở trên thế giới này, những người nổi tiếng á, thường họ cũng sẽ có những cái phiên bản giống họ. Ví dụ như ông Jack Ma thì cũng có mấy cái người mà giống y chang, mình chụp hình lên mình nhìn mình không thấy khác chỗ nào. Hay là ông Bush, hay là ông Trump, hay đại loại vậy. Thì đều có những người cái tướng nó giống vậy. Mà tướng giống vậy nhưng mà cái thân thế và cái cuộc đời có giống vậy không? Không hề có nha. Ngay cả hai anh em mà sinh đôi với nhau á, thì cái đời sống về sau nó cũng khác nhau à. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà coi như là hai người sinh đôi, mà một người ở là gọi là làm công chúa, mà một cô thì làm cái cô người hầu đó. Cái chuyện đó ở thế gian này có nhiều lắm. Cho nên ngay cả cái tướng á, nó cũng không có nói lên nhiều vấn đề đâu. Bởi vì á, cái nghiệp của mình á, nó vượt trội lên cả điều đó. Nếu như quý vị nói là bây giờ cái tướng nó quyết định tất cả, vậy thì sư hỏi thì như vậy trong trường hợp đó, ở trong kinh cũng có luôn. Tức là cũng là sinh đôi đó, sinh ra từ hai cái trứng đó. Mà hai người có hai cái đời sống khác nhau. Và ở trong các cái văn học thơ ca hay là trong thực tế đời sống, nó vẫn có những trường hợp như vậy. Nó bị lạc một đứa, sinh đôi mà bị lạc một đứa, thì nó sống hai đời sống khác nhau. Do đâu có đời sống khác nhau như vậy? Do cái biệt nghiệp nó can thiệp. Cho nên á, cái người Phật tử ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì phải là người không có tin vào cái tướng, mà tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp. Còn nếu như mà mình tin vào cái tướng này tướng kia mà không tin vào nghiệp và quả của nghiệp á, thì mình là cái nói ở trong kinh là mình là vứt đi, xài không được. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.